Xin chào các bạn. Sau một chặng đường dài băng đèo lội suối ngắm hoa từ Đà Lạt thì Yuhi Vlog cũng đã đến được với thác Bông Gua. Đi đuối luôn, đi mỏi chân luôn. Đi lạc nữa chứ. Đây là cái thác Bông Gua. Thác này được mệnh danh là Nam Thiên đệ nhất thác. Thác Bông Gua này nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50 km, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên thì bạn có thể ghé thác Bông Gua tại km 260. Thác Bông Gua này cao khoảng 50 m và được chia thành 7 tầng thác đổ. Nhìn từ xa bạn có thể thấy ngọn thác giống như mái tóc của một cô gái xinh đẹp. Dòng nước suối rất là mát lạnh luôn nha. Xuống đây cắm trại, nướng gà ăn về hết sảy rồi. Vài lon bia nữa là nhậu ngủ tới sáng luôn. Không khí ở đây rất là mát mẻ. Ước gì gần Sài Gòn mà có cái thác giống vậy thì đã thấy mấy hả. Từ sáng giờ đi hết tất cả các thác. Ngoài những con thác hùng vĩ và xinh đẹp như là thác Cam Ly, thác Brand, thác Đa Tam Ba, thác Đan Ri thì thác Bông Gua là điểm đến không thể bỏ lỡ được. Các bạn đi Đà Lạt thì phải ghé thác Bông Gua để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và hấp dẫn này. Đã mát lạnh rồi mà còn ngồi ăn kem nữa thì còn gì bàn nữa các bạn. Ngày xưa dưới đây, ngày xưa cách đây mấy năm mình xuống dưới đây chơi thì có nghe đồn là có nhiều gái xinh tắm tiền lắm. Mà bây giờ thì ít rồi, còn mấy đứa nít cơ mà. Thôi cũng gần tối rồi, đi về thôi. Các bạn xuống tới thác mà muốn đi lên nó phải đi bộ một con đường dốc rất là cao nè. Tương đương với cái ngọn thác là khoảng 50 m á.